Hôm nay Tân sẽ thanh lý một số dòng xe thì Tân sẽ lên cho các bạn ha. Thì bây giờ hiện tại Tân đang thanh lý cái xe đầu kéo này. Chiếc xe đầu kéo này hiện tại Tân đang thanh lý với mức giá là 13M các bạn nha. Đây chiếc xe đầu kéo này. Thì chiếc xe đầu kéo này á nó sẽ chạy trên cái tay khiển này. Đây tay khiển này, tay khiển rất là xịn. Đó, tay khiển này là tay khiển rất là xịn các bạn nha. Đây tay khiển của nó. Tay khiển cho chiếc xe đầu kéo. Chiếc xe này tổng cộng dài của nó là gần 1,4 m các bạn. Cái đầu kéo này này có thể tải được 30 kg và nó chạy hai cầu sau các bạn ha, có cách đăng, có visai đầy đủ, có đèn âm thanh đầy đủ luôn, thì là 13M cho chiếc xe đầu kéo này. Bạn nào mà yêu thích chiếc xe đầu kéo này thì có thể inbox cho Tân nhé. Đó, inbox cho Tân, kết bạn và inbox cho Tân, Tân sẽ liên hệ và kết nối với nhà mình để lên cái xe đầu kéo này.